Trong bối cảnh giá vật tư nông nghiệp, thức ăn chăn nuôi tăng cao, tại tỉnh Phú Thọ, sản xuất nông nghiệp tuần hoàn đang là một giải pháp hợp lý nhằm giảm chi phí đầu vào, nâng cao hiệu quả kinh tế cho người sản xuất, đồng thời giúp giảm ô nhiễm môi trường, bảo vệ sinh thái và sức khỏe con người. Tận dụng diện tích mặt nước nuôi trồng thủy sản để trồng lúa, trên bờ ao trồng cỏ để làm thức ăn đầu vào cho cá và trồng cây ăn quả, tận dụng được tối đa từng mét nước tấc đất. Đây là mô hình sản xuất kết hợp mà gia đình ông Đào Huy Mận, thị trấn Hùng Sơn, huyện Lâm Thao đang thực hiện và đã mang lại hiệu quả kinh tế khá cao. Kết hợp cái mô hình tuần hoàn này thì sẽ mang lợi ích, đầu tiên thì sẽ nâng được năng suất, giảm được cái chi phí cho người nông dân. Ta tận dụng cái nguồn đất ở trên để ta trồng cỏ này, trồng lúa này, dùng cái thức ăn bằng chất xơ đưa xuống cho con cá, và bên cạnh đó là cái xử lý trong cái nguồn nước tốt thì tăng cho con cá là không thiếu oxy và dễ phát triển rất hiệu quả mà dịch bệnh hạn chế. Mô hình trang trại tổng hợp của gia đình ông Bùi Đức Luận, xã Sơn Vi, huyện Lâm Thao cũng là một trong những mô hình nông nghiệp tuần hoàn tiêu biểu tại địa phương. Sự kết hợp hài hòa giữa vườn, ao, chuồng đã hình thành chuỗi giá trị khép kín, lấy ngắn nuôi dài, giảm chi phí đầu vào sản xuất, tăng thu nhập ổn định. Khi mở rộng cái mô hình chăn nuôi lên thì cái lượng phân của con lợn lúc ấy là nó sẽ còn cái dư thừa, gia đình không thể tận dụng hết. Thì ý định của gia đình là khi nào mà nhiều lên thì tôi sẽ gom phân lại và sẽ thu mua của một số các hộ xung quanh để làm cái hệ thống như là cái phân vi sinh. Thì cái phân đấy và đem ra cho những người trồng rau, hệ thống rau sạch thì các anh ấy cũng là rất muốn là đăng ký để mua cái phân đấy. Phát triển kinh tế tuần hoàn hiện nay đang là xu thế chung để phát triển kinh tế xanh và bền vững. Phụ phẩm trong nông lâm thủy sản được xem là nguồn tài nguyên tái tạo chứ không phải là chất thải. Đây là đầu vào quan trọng kéo dài chuỗi giá trị gia tăng trong nông nghiệp. Chúng tôi khuyến khích là liên kết các hộ gia đình cũng như là các trang trại là liên kết với nhau để còn tận dụng cái phân thừa đưa vào các mô hình chăm sóc cây trồng, làm sao để cây trồng sinh trưởng phát triển đem lại kinh tế cho hộ gia đình. Với những giá trị mang lại cho sản xuất nông nghiệp và môi trường, phát triển nông nghiệp tuần hoàn cần được đẩy mạnh hơn nữa để tiếp tục gia tăng chuỗi giá trị cho ngành nông nghiệp, hướng đến phát triển kinh tế xanh và bền vững.